Thưa quý vị, sau khi đến sân bay ở thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 12 giờ 30, tức 16 giờ 30 giờ Việt Nam, ngày 10 tháng 2, đoàn công tác cứu nạn quốc tế của Bộ Công an tiếp tục đi tiếp tới thành phố Adiyaman, cách sân bay 300 km để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, tuyết rơi nhiều, đường khó đi nên phải mất 10 tiếng mới đến hiện trường. Tại hiện trường, sau khi làm việc với ban tổ chức, đoàn công tác của Bộ Công an được phân công cứu nạn cứu hộ tại một đống đổ nát có 15 người bị vùi lấp, nhiệt độ ngoài trời là âm 6 độ C. Tại đây, đoàn được chia làm hai nhóm đi khảo sát, tiến hành cứu nạn cứu hộ. Do khối lượng công việc lớn nên các chiến sĩ phải thay ca nhau thực hiện nhiệm vụ. Dự báo trong nhiều ngày tới, đoàn sẽ gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết lạnh, âm 10 độ C, lệch múi giờ và địa hình hiểm trở, điều kiện sinh hoạt khó khăn.